Phiên bản kinh điển Anh hùng xạ điêu năm 1983 khó quên của Kim Dung có rất nhiều ngôi sao. Một thế hệ nhà văn Kim Dung đã qua đời ngày 30 tháng 10 năm 2018 ở tuổi 94. Những tiểu thuyết võ hiệp của ông không chỉ là ký ức tập thể của người dân Hồng Kông mà còn là cái nôi của những siêu sao. Ông đã thành công đưa nhiều nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, đặc biệt là trong thập niên 80 và 90. Thời đại, cho dù đó là Thần Điêu Đại Hiệp của Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Lộc Đỉnh Ký của Lương Triều Vĩ hay Tiếu Ngạo Giang Hồ của Châu Nhuận Phát, đều là những tác phẩm kinh điển trong lòng người hâm mộ phim truyền hình. Tuy nhiên, được yêu thích nhất phải kể đến Anh hùng xạ điêu. Theo thống kê, Anh hùng xạ điêu đã được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh ít nhất 14 lần. Trong số đó, phiên bản năm 1983 do Huỳnh Nhật Hoa và ông Mỹ Linh đóng, Quách Tĩnh và Hoàng Dung thậm chí còn kinh điển hơn trong số các tác phẩm kinh điển. Huỳnh Nhật Hoa đã mang đến sự đơn giản của Quách Tĩnh đến mức tối đa, trong khi ông Mỹ Linh có sự xinh đẹp, xảo quyệt và vui tươi của Hoàng Dung, và được mệnh danh là Hoàng Dung xinh đẹp nhất. Nghe nói những năm đó TVB đã công khai chiêu mộ nữ chính của Anh hùng xạ điêu, tổng cộng có 3.000 người tham gia. Thành công bước vào 6 người cuối cùng. Cô ấy xuất hiện trong trang phục cổ xưa, Kim Dung là người đích thân đến chọn lựa Hoàng Dung và ông đã rất ngạc nhiên, và Hoàng Dung không ai khác chính là cô. Kết quả là bộ phim đã không làm mọi người thất vọng và đạt được mức rating đáng kinh ngạc là 99%. Trong phim Anh hùng xạ điêu xuất hiện rất nhiều siêu sao. Tuy nhiên, hoa mẫu đơn dù tốt cũng phải có lá xanh hỗ trợ. Một điểm nổi bật khác của Anh hùng xạ điêu phiên bản 1983 là các vai phụ đều là những gương mặt nặng ký, bao gồm Miêu Kiều Vĩ, Dương Phán Phán, Tạ Hiền, Lý Tư Kỳ, Tăng Giang. Ngay cả những vai diễn nhàn rỗi ngắn ngủi cũng được xếp hàng đầu, từ đó xuất hiện nhiều tin đồn mạng như Lưu Đức Hoa đóng thị vệ của Thành Cát Tư Hãn, Lương Triều Vĩ đóng cậu bé quán trọ, Quách Phú Thành đóng tổng binh, Châu Tinh Trì, Ngô Trấn Vũ, Lưu Gia Linh và Âu Dung Chấn Hoa thực sự đã để lại dấu chân của họ. Họ chỉ là những người qua đường vào thời điểm đó và họ biến mất trong chớp mắt. Nếu bạn coi mình là một người hâm mộ của Anh hùng xạ điêu năm 1983, bạn có nhớ vai diễn của họ không? Châu Tinh Trì. Anh lần đầu tiên xuất hiện vai lính gác cổng 4 câu thoại, nhưng lần thứ hai anh ta biến thành tù nhân, bị Dương Khang bắt và gửi cho Mai Sư Phong để luyện công phu và chết thảm dưới móng vuốt của Cửu Âm Bạch Cốt. Còn có lần thứ ba là làm thường dân. Ngô Chấn Vũ. Giống như Châu Tinh Trì là một người gác cổng, một người là dân làng bị đầu độc, và một người khác là một người ăn xin, và anh không có câu thoại nào. Lưu Gia Linh chỉ xét về ngoại hình, Lưu Gia Linh lúc đó đã gây kinh ngạc. Trong phim cô đóng vai thị nữ, lúc đó có một câu thoại: công chúa, phò mã đã thức dậy. Mặc dù hiệu suất của cô ấy bị hạn chế, song nụ cười ngọt ngào của cô đã giúp cho người xem nhận ra nó. Âu Dương Chấn Hoa. Âu Dương Chấn Hoa đã từng đóng vai một người hầu và có một vài lời thoại. Anh ta cũng là một người ăn xin và bị trưởng lão đánh đập. Ngoài ra còn có Ngô Mạnh Đạt, ông tham gia phim này cũng có thể gọi là vai phụ vì cũng có khá nhiều đất diễn. Khi ấy năm 1983 ông cũng đã quen biết với Châu Tinh Trì và sau này cả hai đã cùng tạo ra một cặp bầy trùng trong giới điện ảnh với những bộ phim hài của Tinh Gia. Đằng sau hậu trường. Ngày 26 tháng 7 năm 1981, bộ phận tiếp thị của đài truyền hình TVB đã tiến hành một cuộc khảo sát mẫu với khán giả Hồng Kông qua điện thoại. Mục đích chính là tìm hiểu ý kiến của khán giả về việc quay Anh hùng xạ điêu, và kết quả cho thấy khoảng 70% khán giả ủng hộ. Với kết quả như vậy, TVB đã thành lập tổ sản xuất và giám sát Anh hùng xạ điêu và chính thức khởi quay. Bộ phận nghệ thuật đã dành nhiều tháng để nghiên cứu đồ họa của các ngôi đền thời nhà Tống trước khi quá trình quay bộ phim chính thức bắt đầu, và thậm chí trước khi khởi công xây dựng bối cảnh. Bộ phận quần áo tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về trang phục của nhà Tống, đồng thời hợp tác với các cảnh quay đặc biệt để tạo ra trang phục phù hợp với bối cảnh thời đại. Đối với cảnh giết lính Kim trong một đêm tuyết rơi ở đầu phim, TVB cũng đã đến Nhật Bản để mua một chiếc máy tạo tuyết. Vương Thiên Lâm, đạo diễn của Anh hùng xạ điêu, là cha của Vương Tinh và là người thầy đầu tiên của Đỗ Kỳ Phong. Giám đốc điều hành là Đỗ Kỳ Phong và Từ Khắc, chỉ đạo võ thuật là Trình Tiểu Đông. Và nhóm cố vấn của phim bao gồm một số nhà văn Hồng Kông Nghê Khuôn, đạo diễn Sở Nguyên và những người khác. Về phần âm nhạc, đoàn phim đã mời La Văn,
chân Ni hát chính cho phim. Phong cách tổng thể của phim do giám đốc phong cách của TVB Trần Văn Huy phụ trách. Các nhân vật chính trong phim như Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Khang, Mục Niệm Từ đều được TVB tuyển chọn kỹ càng trước khi hoàn thiện. Quách Tĩnh dùng Hoàng Nhật Hoa, người có địa vị nhất định ở TVB, đóng vai này. Dương Khang giao vai Miêu Kiều Vĩ mới ra mắt, nhưng chỉ có ứng cử viên Hoàng Dung chưa có người thích hợp. Cuối cùng TVB đã vượt qua các cuộc thử giọng công khai. 8 ứng cử viên đã được chọn trong số hơn 1.000 ứng cử viên chính, bao gồm cả ông Mỹ Linh, người vừa hoàn thành vai diễn khách mời trong Thập Tam Muội. Sau khi ông Mỹ Linh vượt qua 3 lần thử vai, cô ấy cuối cùng đã trở thành ứng cử viên đóng vai Hoàng Dung. Nhiều tình tiết trong Anh Hùng Xạ Điêu diễn ra ở sa mạc. Hồng Kông nhỏ và đông đúc, không dễ để tìm được một địa điểm ưng ý. Sau nhiều nghiên cứu và điều tra tại chỗ, cả đoàn nhận thấy đảo Lan Ta là nơi lý tưởng và phù hợp nhất, nên cả đoàn đã dựng lều trại ở đây và sắp đặt chúng tùy theo khoảng cách để biến đảo Lan Ta thành một mông cổ. Trong quá trình quay phim, nhân viên đoàn phim ngủ tạm trong nhà đá, 8 người ở chung một phòng, ăn một niêu cơm lớn rồi tiếp tục quay. Và tất cả các cảnh trên sa mạc đều được quay trong 10 ngày. Mọi người nói gì về Anh Hùng Xạ Điêu 1983? Phim võ thuật kinh điển. Năm 1983, sau khi Anh Hùng Xạ Điêu được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông, tỷ suất người xem cực cao và trở thành bộ phim võ thuật kinh điển được công nhận. Năm 1985, Anh Hùng Xạ Điêu được giới thiệu và phát sóng ở Trung Quốc đại lục, gây được tiếng vang lớn. Là bộ phim truyền hình nhiều lần được các đài truyền hình lớn ở khu vực nói tiếng Trung phát sóng lại, Anh Hùng Xạ Điêu đã ảnh hưởng đến giá trị và sự lựa chọn bạn đời của hai thế hệ ở Trung Quốc đại lục. Và trở thành ký ức chung của nhiều người sau thập niên 70 và 80 ở đại lục. Sina.com đánh giá, Anh Hùng Xạ Điêu là đỉnh cao của phim truyền hình võ hiệp. Nhật báo Hà Nam đánh giá, trong bộ phim truyền hình này, câu chuyện tình yêu đơn giản và đẹp đẽ, kết cấu cốt truyện xoắn xuýt, tình cảm anh hùng, giao tranh ác liệt và lời thoại tuyệt vời đều đã thu hút khán giả một cách sâu sắc. Ngoài ra, tinh thần hiệp sĩ và chính nghĩa thể hiện trong phim cũng đã lây nhiễm sâu sắc trong một thế hệ. Sina.com đánh giá, Anh Hùng Xạ Điêu là món ăn tinh thần quan trọng cho sự trưởng thành của người dân Trung Quốc những năm 1980. Nó đã mở rộng từ một bộ phim võ thuật đơn thuần thành một ký ức bao trùm sự kết hợp của nhịp tim, sự đơn giản, tuổi trẻ, sôi nổi và lãng mạn. Sina Online Review, cảnh võ thuật thật tuyệt vời, Trình Tiểu Đông, đạo diễn hành động của Anh Hùng Xạ Điêu, đã tạo ra nhiều cảnh võ thuật đẹp mắt trong phim. Ví dụ, tia laser và vụ nổ được sử dụng để thể hiện sức mạnh, điều này hoàn toàn khác với hiệu ứng trong các bộ phim truyền hình trước đây. Ngoài việc các chiêu thức võ thuật khác với các phim truyền hình trước đây, Anh Hùng Xạ Điêu còn chú ý đến việc sử dụng ánh sáng, điều này khiến Anh Hùng Xạ Điêu đậm chất điện ảnh hơn, Sohu Online Review. Diễn xuất xuất sắc của các diễn viên, bản Anh Hùng Xạ Điêu năm 1983 là một kiệt tác kinh điển. Mặc dù công nghệ quay phim của bộ phim truyền hình này còn thiếu sót, nhưng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của ông Mỹ Linh, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vĩ và các diễn viên khác đã chinh phục nhiều khán giả. Thời báo Diên Hu Hà đánh giá, Hoàng Dung có thể nói là linh hồn của cả bộ phim truyền hình, và diễn xuất của ông Mỹ Linh đã đáp ứng được sự mong đợi. Cô ấy đã diễn giải một cách cặn kẽ Hoàng Dung thông minh, dễ thương và quyến rũ, đánh giá trực tuyến quốc tế. Và trở thành một vai diễn kinh điển đã được bắt chước trên màn ảnh, Xinhua Online Review. Cách giải thích của Huỳnh Nhật Hoa về người anh hùng trung thực và thực tế Quách Tĩnh rất thành công. Dưới cách giải thích của Huỳnh Nhật Hoa, Quách Tĩnh rất đáng yêu, dễ thương và đáng kính. Peoplesher Online Review, Dương Khang do Miêu Kiều Vĩ thủ vai tái hiện nguyên tác, bất kể là vẻ ngoài nho nhã của Dương Khang hay trái tim quỷ quyệt và xảo quyệt của anh ta, tất cả đều do Miêu Kiều Vĩ đóng, Sina Online Review. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.